là một người đã từng thử qua rất nhiều các phương pháp giảm cân khác nhau, bản thân Hương Giang rất bất ngờ với sản phẩm GM Diet vì đây là sản phẩm thực phẩm chức năng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp giảm cân vô cùng nổi tiếng và đã được rất là nhiều ngôi sao tin dùng. Thông qua sự kiện ngày hôm nay thì Hương Giang đã được biết sản phẩm GM Diet có bảng thành phần vô cùng tự nhiên và đặc biệt là hiệu quả cực kỳ vượt trội với cơ chế đốt mỡ sau đó thải mỡ ra ngoài, ngăn tích tụ mỡ xấu và đặc biệt là ngăn cho mỡ không quay trở lại. Với những thông tin như vậy thì Hương Giang chắc chắn sẽ sử dụng và Giang cũng tin tưởng rằng GM Diet sẽ trở thành xu hướng giảm cân an toàn tại thị trường Việt Nam.